Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hoa, kênh cập nhật những tin tức mới nhất về những ngôi sao C-beat, những bộ phim được yêu thích và câu chuyện hậu trường của làng giải trí Hoa ngữ. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật nhanh nhất những tin tức mỗi ngày nhé. Nhắc đến những mỹ nhân 9X sở hữu nhan sắc nổi trội nhất hiện nay thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Địch Lệ Nhật Bà đầu tiên. Dù thời gian nổi tiếng chưa bao lâu nhưng nữ diễn viên đã liên tục gây bão mạng vì những màn khoe sắc đỉnh cao khiến người ta si mê từ cái nhìn đầu tiên. Mới gần đây thì cô nàng lại gây chú ý khi tham gia một hoạt động mới. Trong trang phục với những đường cắt ao cá tính, Địch Lệ Nhật Bà đã khéo léo khoe được bờ vai cực phẩm. Dù dạo gần đây nữ diễn viên khiến người hâm mộ phải lo sốt vó vì trông quá gầy gò, nhưng không ai có thể phủ nhận cô vẫn sở hữu dáng người rất hút mắt. Chẳng những thế, lần này Địch Lệ Nhật Bà còn khéo léo phối thêm chiếc mũ màu đen giúp khuôn mặt thêm thanh tú và xinh đẹp. Trong loạt ảnh do studio đăng tải thì Địch Lệ Nhật Bà vẫn xinh đẹp hoàn hảo như vậy. Sống mũi cao thẳng như thể người ta có thể chơi cầu trượt ngay trên đó, đôi mắt to tròn đầy sức hút, ngũ quan sắc sảo cùng những biểu cảm quyến rũ. Đúng là mỹ nhân Tân Cương chưa bao giờ khiến hội trẻ em phải thất vọng. Tuy nhiên khi những bức ảnh chưa photoshop của người đẹp tam sinh tam thế được hé lộ thì có lẽ mọi người cũng hơi thất vọng một chút. Không phải là vì nữ diễn viên kém sắc mà đơn thuần là trạng thái tinh thần của cô như đang bị tuột dốc. Chẳng còn là mỹ nhân luôn tràn ngập năng lượng và vui vẻ như trước kia, Địch Lệ Nhật Bà giờ đây không giấu được sự mệt mỏi. Điều này cũng dễ hiểu vì thời gian gần đây, Nhật Bà vừa phải kiên trì giảm cân để hóa thân thành mỹ nhân cổ trang, lại vừa phải vất vả làm lụng trên phim trường An Lạc Truyện. Chẳng những thế, cô còn phải chừa thêm thời gian riêng để tuyên truyền cho các bộ phim mình đã hoàn thành, lịch trình dày đặc đến mức muốn ngủ một giấc thật no cũng chẳng thể. Bởi vậy mà bất cứ ai làm fan của Địch Lệ Nhật Bà thì cũng đều cảm thấy lo lắng thay cho cô nàng. Để có thể phủ sóng rộng và liên tục như bây giờ, Nhật Bà phải đóng phim không ngừng nghỉ, lại còn phải ăn kiêng giảm cân, gây ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn trạng thái tinh thần. Cứ nhìn những hình ảnh gần đây của cô nàng với dáng người lép kẹp chẳng còn quyến rũ như ngày xưa, ai mà không xót xa. Hy vọng rằng Địch Lệ Nhật Bà sẽ sớm thoát khỏi tình trạng bận rộn như hiện tại, có thêm nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân, lấy lại được trạng thái tốt nhất. Đừng vì quá ham công tiếc việc mà khiến những người yêu thương mỹ nhân Tân Cương phải lo lắng. Chu Lê Dĩnh vốn là chiến sĩ thi đua chứ danh của showbiz Hoa ngữ, nhưng mọi người phát hiện trong khoảng thời gian này người đẹp có vẻ khá nhàn nhã, không lăn xả vào những dự án phim như trước kia. Vì sao lại như vậy? Mới đây thì Chu Lê Dĩnh đã gây chú ý khi quay lại show truyền hình Nhà hàng Trung Hoa năm. Phải biết rằng ở mùa trước, nữ hoàng rating đã có những kỷ niệm không mấy tốt đẹp với ekip chương trình vì vấn đề cắt ghép biên tập. Tuy nhiên đừng lo nhé, ở mùa này Chu Lê Dĩnh chỉ sắm vai trò khách mời mà thôi, đến dùng bữa chứ chẳng cần phải làm gì cả. Đi cùng với nữ diễn viên sở cửu chuyện là người chị em thân thiết Trương Bích Thần và Lý Tuyết, em gái đại hoa đán Lý Băng Băng. Đồng thời cũng là chủ tịch của công ty truyền thông Hòa Tụng, người quản lý của Chu Lê Dĩnh bây giờ. Bộ ba khách mời này có vẻ cũng xịn sò quá đúng không nào? Đến với chương trình thì Chu Lê Dĩnh đã gặp gỡ với đàn anh Huỳnh Hiểu Minh sau một năm xa cách và có một số lời chia sẻ tâm tình về vấn đề công việc. Khi được hỏi gần đây em có đóng phim không, Chu Lê Dĩnh cho biết không đâu anh. Hiện tại thì nữ hoàng rating đang dành thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức thay vì cứ đóng phim dồn dập như trước. Điều này chắc hẳn sẽ khiến người hâm mộ của nữ diễn viên Minh Lan Truyện hài lòng vì cô cuối cùng cũng chịu dành nhiều thời gian hơn cho bản thân thay vì suốt ngày bận rộn với lịch trình làm việc dày đặc, chẳng còn thời gian mà thở. Đến Huỳnh Hiểu Minh cũng tỏ vẻ hâm mộ và mong được muốn làm việc thì làm việc, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi như đàn em là đủ biết rồi đó. Ai dè nghe được những lời này thì em gái Lý Băng Băng lập tức nói thêm, Chu Lê Dĩnh có cuộc sống mà mọi người đều mong muốn. Nhìn ba chủ Hòa Tụng sốt sắng đỡ lời mà nhìn thấy vừa thương vừa buồn cười, cũng phải thôi, giờ đây Lý Tuyết đang là người quản lý của Chu Lê Dĩnh mà. Nếu người đẹp Hoa Thiên Cốt không đóng phim trong thời gian dài thì chắc chắn Lý Tuyết sẽ phải nhận gạch từ fandom Chu Lê Dĩnh. Sau khi đổi người quản lý mới thì sự nghiệp của Chu Lê Dĩnh được quy hoạch tốt hơn trước rất nhiều, ít nhưng không ẩu và bắt đầu định hướng truyền hình. Chẳng nói đâu xa, nhìn vào ba dự án phim của người đẹp sau khi tái xuất Hậu Sinh Con là sẽ biết ngay. Đầu tiên là Hữu Phỉ, tác phẩm đánh dấu sự quay lại của Chu Lê Dĩnh trên màn ảnh nhỏ với màn hợp tác cùng Mỹ Nam Lưu Lượng Vương Nhất Bắc. Rõ ràng bộ phim cổ trang với đề tài nữ chủ nằm trong vùng an toàn của Chu Lê Dĩnh giúp cô có màn comeback ổn thỏa sau thời gian vắng bóng. Mặc dù Hữu Phỉ không được bạo hồng như mong đợi nhưng rõ ràng nước đi này của Chu Lê Dĩnh chẳng hề sai chút nào. Tiếp đó là bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do đạo diễn nổi tiếng Trịnh Hiểu Long cầm trịch. Chu Lê Dĩnh đã thử sức với vai diễn thôn nữ trên màn ảnh Hoa ngữ. Lướt qua các diễn đàn giải trí thì có thể thấy không ít khán giả cho rằng nữ diễn viên có thể lấy được giải thưởng về diễn xuất nếu bộ phim này thành công. Hay như dự án phim trinh thám Ai Là Hung Thủ cũng là một thử thách mới với Chu Lê Dĩnh và mọi người thì đang rất mong chờ vai ác nữ hiếm hoi do cô thể hiện trên màn ảnh.
Rõ ràng việc thử sức với nhiều kiểu nhân vật khác nhau, nâng cao diễn xuất là điều mà Triệu Lệ Dĩnh đang cần nhất trong lúc này, bởi lẽ cô là mỹ nhân thành công nhất nhì trong thế hệ sau năm 1985 của showbiz Hoa ngữ, nhưng lại chưa hề có giải thưởng uy tín nào về diễn xuất. Với sự giúp đỡ của em gái Lý Băng Băng, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh chắc hẳn sẽ có thêm bước tiến mới. Ngoài ra thì cũng hy vọng rằng nữ hoàng rating sẽ cân đối giữa công việc và đời tư, dành thời gian để chăm sóc cho bản thân và gia đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy nhớ like và chia sẻ những cảm nghĩ của mình, cũng như là có những đóng góp cho Top Sao Hoa ở phần comment bên dưới nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.